Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tỉnh đạt 17,15% là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và cao nhất cả nước. Đóng góp chủ lực vào tăng trưởng tổng sản phẩm GDP năm 2019 vẫn là vai trò của ngành công nghiệp. Với sự góp mặt của sản phẩm lọc hóa dầu và sự tăng trưởng cao của nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực truyền thống, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 trên địa bàn Thanh Hóa đạt 126.000 tỷ đồng, tăng trưởng tới 32,6%. Trong 126.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất của các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống chiếm tới trên 70%, với giá trị trên 88.822 tỷ đồng, tăng trên 22% so với năm 2018. Sản phẩm công nghiệp truyền thống của chúng ta vẫn đang chiếm trên 7%, là cái cũng rất là mừng. Tức là cũng chưa phải phụ thuộc đến mức hoàn toàn vào lọc dầu. Hầu hết các sản phẩm là đều vượt kế hoạch mà vượt rất là cao. Bia thì cũng tăng trưởng đến 20% so với cùng kỳ và cũng hoàn thành vượt mức đến 20% kế hoạch. Rồi đường, rồi xi măng, rồi may mặc da giày đều là có cái tăng rất là cao. Trong khi đấy thì tiểu thủ công nghiệp của tỉnh thì vẫn duy trì ổn định, tức là có 27 ngành nghề truyền thống, nay du nhập thêm được 9 ngành nghề mới, thì cái giá trị sản xuất của tiểu thủ công nghiệp năm 2019 của chúng ta đấy, cũng đạt tới 14.414.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên diện rộng, thiên tai bão lụt gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp, song giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của Thanh Hóa vẫn đạt gần 28.200 tỷ đồng, đóng góp 1,92 điểm phần trăm vào GDP. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt được mùa trên cả 3 vụ, khai thác và nuôi trồng thủy sản đứng trong top tăng trưởng cao của cả nước, với tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt trên 181.000 tấn, tăng 0,8% so với kế hoạch. Thì Thanh Hóa như vậy là cái tỉnh mà đi tiên phong, đi đầu mà hết sức quyết liệt, từ lãnh đạo ủy ban đến lãnh đạo sở, rồi cả ngành cùng với hệ thống chính trị toàn thể đã vào cuộc rất quyết liệt ngay từ ổ dịch đầu tiên. Và như vậy chỉ trong thời gian ngắn là tình hình dịch bệnh đã dịu đi, đã giảm rất là rõ nét. Thứ hai về phát triển thủy sản, năm nay là cái năm mà thủy sản được mùa, được giá. Thanh Hóa có mức tăng trưởng cao hơn trung bình toàn quốc là khoảng 7,2%. Việc nữa là ngay từ mùng 1 tháng 2 năm 2019 là chính phủ đã chỉ đạo toàn ngành nông nghiệp là phải tái cơ cấu chăn nuôi, thì đã phát triển cái chăn nuôi đại gia súc tương đối tốt trên phạm vi toàn quốc, trong đó có Thanh Hóa. Và một trong những cái tiêu biểu về phát triển chăn nuôi gia cầm là tỉnh Thanh Hóa đã có tốc độ phát triển chăn nuôi gia cầm, và đặc biệt có những dây chuyền sản xuất rất hiện đại, ví dụ như của Mastergood, để cái sản phẩm thịt mát ấy có thể tiêu thụ trong nước và có thể xuất khẩu vào những thị trường khó tính nhất như châu Âu, Nhật Bản. Đóng góp vào tăng trưởng GDP năm 2019 của Thanh Hóa còn có vai trò của lĩnh vực dịch vụ thương mại, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 108.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu 3,7 tỷ đô la đạt 124% kế hoạch năm và gần gấp đôi mục tiêu đặt ra đến năm 2020. Cùng với đó, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Còn trong cái tăng trưởng kinh tế năm 2019, thì ngoài cái đóng góp rất lớn của lọc hóa dầu thì các cái ngành sản phẩm còn lại của trong tỉnh cũng duy trì được tốc độ tăng trưởng rất là cao. Ở khu vực nông lâm nghiệp thủy sản thì vẫn tăng 1,92%. Đấy, khu vực xây dựng trong khu vực 2 ấy, thì tăng đến 10 trong khu vực 2 ấy, thì tăng đến 10,3%. Đấy là cũng mức tăng cao cho cùng kỳ. Đấy, thì khu vực 3 đối với xây dựng thì năm 2018 chỉ tăng 7,28%. Đấy, và khu vực 3, khu vực dịch vụ thì về cơ bản nó cũng không chịu tác động lớn của lọc hóa dầu. Đấy, thì năm nay khu vực 3 đấy tăng 7,71%. Đấy, cùng kỳ năm ngoái thì tăng có 7,15%. Đấy, cái cơ bản cái lọc hóa dầu ấy, thì tác động đến hai cái ngành, hai khu vực ở trong GDP. Cái thứ nhất là khu vực công nghiệp, cái thứ hai nữa là cái thuế sản phẩm.
sự phát triển toàn diện các thành phần kinh tế trong GRDP là thành quả kết tinh từ nỗ lực phát huy nội lực, thu hút ngoại lực cho phát triển của Thanh Hóa trong hơn một thập kỷ qua. Đó là kết quả từ nỗ lực vượt bậc của các ngành các cấp, các lực lượng, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thanh Hóa trong việc thực hiện 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phát triển khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, chương trình giảm nghèo, phát triển du lịch, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Kết quả tăng trưởng vượt bậc năm 2019 và các năm trước đó sẽ là bệ đỡ quan trọng tạo đà cho Thanh Hóa đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 12,5% trở lên trong năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bình quân 12,5% một năm giai đoạn 2016-2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18 đã đề ra. Năm nay là năm cuối cùng Thanh Hóa thực hiện mục tiêu phát triển 20.000 doanh nghiệp. Theo đánh giá của các ngành chức năng, mục tiêu trên có thể đạt được nếu năm 2020 các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng tốc bứt phá. Bên cạnh đó, phát triển doanh nghiệp về số lượng nhưng đồng thời chất lượng doanh nghiệp phải được chú trọng và phải được coi là vấn đề cốt lõi nhất. Năm 2019 là năm thứ ba liên tiếp Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu về phát triển doanh nghiệp với 3.200 doanh nghiệp mới, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới từ năm 2017 đến nay lên gần 10.000 doanh nghiệp và tiếp tục là địa phương đứng thứ bảy cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới. Các chỉ tiêu về tổng vốn đăng ký doanh nghiệp, vốn điều lệ và số lao động trong các doanh nghiệp thành lập mới đều tăng. Tuy nhiên, năm 2019 có tới trên 1.200 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 5 tỷ đồng. Điều đó cho thấy sức khỏe của doanh nghiệp cũng là vấn đề rất cần được quan tâm. Chúng ta muốn phát triển về chất lượng thì phải trên cái nền số lượng phải đủ. Cái việc mà các doanh nghiệp thành lập mà đi vào hoạt động thực sự có hiệu quả thì chúng ta phải tích cực đẩy mạnh để tìm kiếm các cái cơ sở, các cái hộ gia đình mà có đủ cái điều kiện năng lực để có thể thành lập doanh nghiệp được thì chúng ta phải thành lập ngay, phải mở rộng ra các cái lĩnh vực hoạt động khác và để nâng cao được cái chất lượng của doanh nghiệp ấy thì chúng tôi thấy là cái vấn đề năng lực quản trị của các doanh nghiệp và môi trường hoạt động của các doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Với quan điểm phát triển số lượng là cần thiết, từ đó mới chọn lọc được những doanh nghiệp có sức khỏe tốt để đứng vững trên thương trường. Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa cho rằng, ngoài các chính sách hỗ trợ tạo thuận lợi trong thành lập doanh nghiệp, chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân của Thanh Hóa đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực. Chương trình này nếu được duy trì thực hiện tốt trong năm 2020 sẽ góp phần phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng doanh nghiệp. Chất lượng của doanh nghiệp thì cần phải được nâng cao và với trách nhiệm của VCCI cũng như là các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp hiện nay thì rất là quan tâm đến cái vấn đề hỗ trợ về nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, nhận thức về quản trị, nhận thức về điều hành, nhận thức về cái văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp. Và đặc biệt thì tỉnh ta thì cũng đã dành một cái sự quan tâm đặc biệt hơn so với các tỉnh khác là cũng dành một cái nguồn lực để tái đào tạo lại cái đội ngũ doanh nhân. Đây cũng là một trong những cái vấn đề mà nó tác động trực tiếp đến cái nhận thức của doanh nghiệp doanh nhân. Về tạo điều kiện để cho các cái doanh nghiệp và các cá nhân được tiếp cận được cái nguồn vốn tín dụng để họ hỗ trợ họ thực hiện các cái dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi mà được thành lập doanh nghiệp. Và để đạt được cái mục tiêu là trên 3.000 doanh nghiệp trong năm 2020 về số lượng thì cần phải có cái tuyên truyền nâng cao nhận thức của các hộ kinh doanh cá thể để họ nhận thức được chuyển đổi mô hình kinh doanh cá thể sang quản lý doanh nghiệp là phù hợp với hiện nay và có rất là nhiều lợi thế. Nhiều ý kiến cho rằng với hơn 95.000 hộ kinh doanh, trong đó có nhiều hộ kinh doanh có đủ điều kiện để chuyển đổi thành doanh nghiệp, Thanh Hóa còn dư địa để phát triển doanh nghiệp rất lớn. Song để thực hiện mục tiêu có 20.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020, các chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới cần được ra soát đánh giá và triển khai một cách thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh đó, bản thân các doanh nghiệp cũng cần chủ động trao dồi kiến thức, kỹ năng quản trị, điều hành, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận cả về số lượng lẫn chất lượng, từng bước hình thành nhóm sản phẩm đặc sản của từng vùng, từng địa phương. Chương trình OCOP đã và đang tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. 13 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 4 sao sản phẩm OCOP,
21 sản phẩm đã hoàn thành hồ sơ và đã được chấm điểm cấp huyện, là kết quả thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa. Đây có thể nói là kết quả bước đầu khá thuận lợi, tạo tiền đề vững chắc để Thanh Hóa xây dựng thành công các sản phẩm OCOP trong những năm tiếp theo. Chương trình OCOP giúp cho các cá nhân, hộ sản xuất, hợp tác xã phát huy tính sáng tạo trong quá trình sản xuất, làm bệ đỡ cho các sản phẩm vươn xa hơn thị trường truyền thống lâu nay. Mỗi xã một sản phẩm thì để cho khách tham gia của tham quan du lịch đấy, người ta đi đến một cái địa phương nào, người ta biết cái địa phương đấy là có một cái đặc sản của cái làng nghề đấy, mà cái đặc sản đấy để người ta đi đâu người ta làm mang đi để làm quà biếu, rồi là đi mang đi để làm quà cho tất cả các du khách, thì mình cảm thấy là ra một cái sản phẩm OCOP là mình thấy rất là có một cái là uy tín để mình giữ được cái làng nghề truyền thống của dân gian của Việt Nam. Để mà xây dựng một cái OCOP mà chuẩn theo cái quy chuẩn và được các cấp các ngành đánh giá và hỗ trợ trong cái công việc phát triển thị trường, thì chúng tôi đang được xây dựng cái chương trình, tức là sản xuất theo cái ISO của 9002. Thì sau đó thì sẽ dùng tất cả các cái quy trình xuất lại từ đầu cho đến các cái hộ dân sản xuất, để cho đến khi đến lên nhà máy thì đều một cái quy trình kiểm tra rất là nghiêm ngặt để đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm là khâu hàng đầu. Thanh Hóa có 155 làng nghề với 25 nghề truyền thống và đây chính là lợi thế để phát triển thành sản phẩm OCOP. Để đẩy mạnh thực hiện đề án OCOP, các ngành, địa phương tích cực tuyên truyền về mục tiêu, nội dung của chương trình, ra soát đánh giá các sản phẩm truyền thống trên địa bàn, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ được lựa chọn vào hệ thống tổ chức OCOP, hướng dẫn đăng ký sản phẩm, tổ chức lựa chọn ý tưởng sản phẩm, đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện chương trình theo từng năm, các giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm, tập huấn cho các tổ chức kinh tế tham gia, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thương mại. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động đa dạng hóa chủng loại, nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên kết xây dựng những gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP. Mục tiêu của 2020 này, ngoài cái phát triển 13 sản phẩm OCOP đã đạt của 2019, thì chúng tôi có cái định hướng đấy là sẽ đưa tất cả các sản phẩm được chứng nhận OCOP ra kết nối với các cái tỉnh thành khác, không chỉ thị trường ở Thanh Hóa mà tất cả các thị trường trên toàn quốc. Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh xác định 5 cái mục tiêu nhiệm vụ chính như sau: tổ chức cái tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các cái chủ thể sản xuất là doanh nghiệp, hợp tác xã, rồi hộ gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các cái sản phẩm có lợi thế của các vùng miền, của các cái lĩnh vực trong cái sản xuất ở khu vực nông nghiệp nông thôn. Chúng tôi sẽ định hướng, hướng dẫn để các cái chủ thể có các cái sản phẩm đấy, đưa các cái sản phẩm đấy tham gia vào chương trình OCOP. Thực tế cho thấy chương trình OCOP đang là cơ hội tốt cho các nông sản vùng miền trong tỉnh tiếp cận với thị trường dễ dàng hơn, nâng cao giá trị kinh tế sản phẩm, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Năm 2020, Thanh Hóa phấn đấu có ít nhất một sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP quốc gia, 10 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp tỉnh. Được sinh ra từ vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng đất của những con người mạnh mẽ, kiên cường, không sợ gian khó và đầy ắp nghĩa tình, nên nhiều người con của Thanh Hóa khi trưởng thành đã không chỉ phát triển ở quê hương mà còn trở thành những người nổi tiếng cả nước trên các lĩnh vực. Trên mặt trận kinh tế, những doanh nhân xứ Thanh xa quê đã xây dựng được cơ nghiệp vững mạnh đủ để họ trở về thể hiện ân tình đối với quê hương. Tập đoàn Sao Mai do ông Lê Thanh Thuấn, người con của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm tổng giám đốc, có 17 công ty thành viên hoạt động ở nhiều tỉnh phía Nam với hơn 10.000 lao động. Tiếng gọi quê hương đã thôi thúc ông trở về và dành hàng ngàn tỷ đồng để đầu tư nhiều dự án lớn tại tỉnh Thanh Hóa như khu đô thị Sao Mai, xã Xuân Thịnh và xã Thọ Dân, khu đô thị Minh Sơn, Bệnh viện Quốc tế Sao Mai, chợ Sao Mai tại huyện Triệu Sơn. Và mới đây, Tập đoàn Sao Mai tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho phép lập hồ sơ xin thuê đất đợt 1 dự án khu resort Sao Mai Thanh Hóa tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân. Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 100 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Đầu tư về Thanh Hóa, ngoài ân tình quê hương thôi thúc,
thì môi trường đầu tư, sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh cũng là điều khiến ông Thuấn cảm thấy bị thu hút. Quê hương Thanh Hóa của chúng ta là thay đổi một cách rất là kỳ diệu, rất là ấn tượng, trong nhất là trong vòng 5-10 năm trở lại đây. Về quê đôi khi là lâu lâu về cái thấy nó khác biệt nhanh quá. Điều đó cho thấy rằng là cái kêu gọi đầu tư của Thanh Hóa rất thành công. Ở đây tôi cho rằng là cái sự khát vọng phát triển của lãnh đạo tỉnh rất là tốt. Và cái định hướng để các nhà đầu tư tham gia đầu tư mạnh mẽ vào Thanh Hóa. Với doanh nhân Trương Lâm, nơi ông khởi nghiệp sau khi rời quân ngũ là thủ đô Hà Nội, nơi đây cũng đã làm nên thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp của ông trong lĩnh vực thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, có yêu cầu cao về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật. Ông cũng là nhà đầu tư nhiều dự án khách sạn, khu căn hộ cao cấp tại các khu vực đắc địa tại thủ đô. Với đau đáu muốn làm gì đó để đóng góp xây dựng quê hương, ông đã dành vốn mua lại một doanh nghiệp tại Thanh Hóa và đầu tư phát triển Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa. Trong những năm qua, doanh nghiệp của ông không chỉ đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh những dự án, những công trình ý nghĩa, mà luôn là doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Những người đã thành công rồi thì lại rất là muốn quay trở về để mà xây dựng cái quê hương của mình, bởi vì nó cũng như là cái gia đình của mình vậy. Mà nếu như không làm được như vậy thì có thành công đến bao nhiêu chăng nữa thì người ta vẫn cảm thấy có một cái khoảng trống thiếu mà không bù được. Bởi lẽ cho thế là ai cũng muốn là khi đã thành công rồi thì muốn là quay trở về quê hương để mà có cái cống hiến đóng góp cho quê hương mình. Sau quá trình hàng năm làm thì cái sự phát triển của mình nó tốt hơn những điều mình mong đợi. Chính vì vậy cho nên là mình cái sự cống hiến của mình cho quê hương, cho nhà nước, cho xã hội được nhiều hơn. Không thể có công thức chung cho sự thành công, nhưng với những doanh nhân là người con Thanh Hóa, khi đầu tư tại quê hương, họ luôn có một tâm nguyện, cội nguồn của những thành quả đáng tự hào mà họ có được đều xuất phát từ nghĩa tình đối với quê hương, nơi đã nuôi dưỡng ý chí và khát vọng chinh phục thử thách trong họ. Vì vậy, khi đầu tư kinh doanh về Thanh Hóa, mục tiêu hàng đầu của các doanh nhân Thanh Hóa không phải là kiếm lời, mà cao hơn là đóng góp vì sự phát triển cộng đồng. Không những thế, với tâm huyết và tình yêu quê hương đong đầy, những doanh nhân là người con Thanh Hóa thành đạt ở khắp nơi luôn mong muốn liên kết để làm cho cộng đồng doanh nhân Thanh Hóa thêm giàu mạnh, tỉnh nhà thêm phồn vinh thịnh vượng, ngang tầm với các tỉnh thành lớn trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, tại khắp các thôn làng của huyện Vĩnh Lộc lại náo nức sôi nổi những màn tranh tài trong những trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân tham gia. Đánh bài lá tổ tôm điếm là trò chơi dân gian truyền thống vào mỗi độ Tết đến xuân về của người dân làng Đa Bút, xã Vĩnh Tân cũ. Năm nay xã Vĩnh Tân và xã Vĩnh Minh đã sáp nhập thành xã Minh Tân nên Tết Canh Tý này trò chơi đánh bài tổ tôm điếm đã trở thành hoạt động tinh thần chung của nhân dân trong xã. Chơi bài điếm của cái làng quê Đa Bút thì nói chung đã có hàng vài trăm năm nay, từ thời xưa của các cụ. Cứ đến là 3 ngày Tết là nói chung là tổ chức làng sẽ tổ chức là chơi bài điếm. Và vào cái rằm của tháng Giêng, tức là giỗ các dòng họ, thì tổ chức ở đây là nói chung là cho nó vui. Đồng thời nhân dân đến là cũng ngồi xem cái giao bài điếm, mà đồng thời nó là cái xưa của các cụ. Xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc cũng là địa phương còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, thể hiện qua các trò chơi trò diễn như thi đấu cờ tướng, chơi bịt mắt bắt vịt, kéo co. Những trò chơi này thường được tổ chức vào những ngày đầu xuân và được người dân háo hức đón chờ. Năm nay vì là xã và huyện cũng đạt về đích nông thôn mới, nên thôn đã tổ chức họp và triển khai nhiều trò chơi hơn nữa để xây dựng lại các trò chơi dân gian của địa phương, để nhằm mục đích để tiếp tục cùng nhân dân, vận động nhân dân để chuẩn bị xây dựng cái nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Bởi mùa xuân đầu tiên, huyện Vĩnh Lộc về đích nông thôn mới, nên năm nay gần 100% xã trên địa bàn huyện đã tổ chức các trò chơi trò diễn dân gian truyền thống từ ngày mùng 1 âm lịch để nhân dân tham gia. Mỗi trò chơi mang trong mình những giá trị văn hóa và thể hiện những ước vọng riêng, không chỉ hâm nóng không khí của ngày xuân,
xua đi những mệt nhọc, lo toan sau một năm lao động vất vả, tạo sự hứng khởi cùng những ước nguyện tốt đẹp cho năm mới, mà nó còn góp phần nâng cao tinh thần cộng đồng, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Hướng tới ở huyện Vĩnh Lộc những năm tiếp theo thì sẽ là mở các cái tour du lịch lớn để thu hút các khách cũng như là bạn bè khắp trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt các con người con xa quê, để giới thiệu với bạn bè cùng về với quê hương để đón Tết và cổ vũ động viên, đưa cái tinh thần của bà con nhân dân lên để phát triển trên mọi mặt của những năm tiếp theo. Việc duy trì và phát triển các trò chơi trò diễn dân gian trong những ngày đầu xuân ở huyện Vĩnh Lộc đã góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời giúp thế hệ trẻ tìm hiểu về cội nguồn, thêm trân trọng, giữ gìn và phát huy vốn quý của cha ông. Đối với các anh, những chiến sĩ kiểm lâm địa bàn, rừng là một phần của cuộc sống. Từng ngày, từng giờ, các anh đều chiến đấu và thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng để bảo vệ núi rừng. Tết đến xuân về, các anh vẫn không rời vị trí, luôn bám sát để bảo vệ sự bình yên cho những cánh rừng. Những ngày đầu năm, con đường tuần tra dẫn vào trạm kiểm lâm Yên Thắng thuộc hạt kiểm lâm Lăng Chánh dường như xanh hơn. Những bông hoa rừng khoe sắc, những cánh én lượn báo hiệu mùa xuân về. Mùa xuân về, nhưng công việc của các cán bộ kiểm lâm ở Yên Thắng cũng không hề ngơi nghỉ. Để giữ được sự yên bình cho những cánh rừng, các cán bộ kiểm lâm địa bàn đã thay nhau tuần tra kiểm soát. Trong những trường hợp báo động có tính chất nguy hiểm, việc thức suốt đêm nằm lại rừng là không thể tránh khỏi. Anh em cũng đã động viên với nhau là phải phối hợp là đi tuần tra ngày đêm, không quản là mưa nắng. Rồi anh em có những lúc nói thật là đi cũng qua rừng lội suối, dù có rét mướt anh em cũng phải đi tuần tra. Tôi hiện nay cũng là 20-30 năm ở trong đời, khi mà được ở lại trực tiếp thì chúng tôi cũng mang hết sức mình phối hợp thường xuyên từng tuần tra để làm bảo vệ cái rừng được ổn định. Trước đây, vùng giáp danh giữa xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh với huyện Thường Xuân, tuyến đường liên huyện đi qua 31 hectare rừng lim nguyên sinh ở huyện Cẩm Thủy, tuyến đường qua các xã Trung Tiến, Trung Hạ, huyện Quan Sơn luôn là điểm nóng về khai thác, vận chuyển trái phép gỗ rừng. Nhưng 2 năm trở lại đây, tình hình đã được ổn định. Có được kết quả đó là nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều biện pháp tích cực giữa lực lượng kiểm lâm với chính quyền địa phương và bà con nhân dân. Chúng tôi ở gần đường giao thông và cũng tham gia trồng rừng. Những năm gần đây, với sự tích cực của cán bộ kiểm lâm và chính quyền địa phương, thấy không có các xe chở gỗ đi lại, không có ai vi phạm vì đã được tuyên truyền xử lý nghiêm. Song song với cái phương án bảo vệ rừng trước trong và sau Tết thì có gửi danh sách trực Tết, đảm bảo là 50% quân số ở cấp xã. Đặc biệt trong dịp Tết này là luôn luôn có cái tổ bảo vệ rừng, đấy, luôn luôn là túc trực và tuần tra, không để xảy ra cái việc là khai thác trái phép. Vất vả và nguy hiểm là công việc của các kiểm lâm viên địa bàn. Để giữ gìn màu xanh cho cây rừng và sự sống của các loài động thực vật, các cán bộ kiểm lâm đã không quản ngại khó khăn, vận động người dân và đồng bào sống quanh khu vực có rừng ở các huyện miền núi Thanh Hóa chung sức cùng với đội ngũ kiểm lâm bảo vệ sự bình an cho những cánh rừng. Trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được đảm bảo ổn định. Phần lớn người dân đã có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trong vấn đề sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong mùng 3 Tết Nguyên đán, lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn cơ bản được đảm bảo ổn định. Trong thời gian mấy ngày Tết, như bản thân tôi là thực hiện đúng luật an toàn giao thông, không rượu bia, không say rượu trước khi tham gia giao thông. Trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tí, cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã tăng cường lực lượng phương tiện, liên tục tổ chức tuần tra, kiểm soát và cắm chốt tại các tuyến địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 4 ngày từ ngày 30 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tí, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 3 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với 591 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 193 phương tiện, trong đó phát hiện xử lý 98 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Giai đoạn sau Tết thì các cái mùa lễ hội
rồi các cái những người dân, các cán bộ công nhân viên chức về thăm quê ở Thanh Hóa sẽ đi khỏi địa phương thì có thể là lưu lượng phương tiện tăng rất là lớn, thì có thể là chúng tôi đã chủ động chỉ đạo công an các huyện thị cũng như lực lượng cảnh sát giao thông của cấp tỉnh tăng cường cái tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, và đặc biệt là tập trung vào cái phương tiện xe khách nhồi nhét khách, đón trả khách, rồi chở quá số người quy định, rồi lấn làn, thì có thể nói là chúng tôi tập trung một cái đấy là chính, và cái những người gì tham gia giao thông mà điều khiển phương tiện sử dụng nồng độ cồn. Tuy nhiên trong những ngày Tết vẫn còn tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông mà chủ yếu là các đối tượng thanh thiếu niên đi xe mô tô, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu. Do đó lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang tăng cường tuần tra kiểm soát tại các địa bàn và sẽ xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.